Vâng, và xin chào điện tử Ngọc Chiến ở Bình Định và xin chào các bạn. Hôm nay thì điện tử Ngọc Chiến có đặt hàng bên mình là 3 mạch LED COB 12V loại 300W. Thì giá sản phẩm khi anh nhận được hàng bao gồm tiền ship sẽ là 760.000 đồng. Thì khi anh nhận được hàng sẽ bao gồm là 3 mạch LED COB loại 12V công suất 300W như thế này. Thì nếu bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm có thể vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo ở trên tiêu đề video. Và các bạn có thể lên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Sendor và Shopee để đặt hàng. Shop mình có tên là Linh Kiện 789. Hoặc đơn giản nhất là các bạn có thể xuống dưới phần bình luận tích và link mua hàng phía dưới được nhé. Ok, thì trên mạch LED này thì bên mình đã đấu giá sẵn các bạn rồi. Sẽ gồm hai cụm dây. Một cụm dây là màu xanh này sẽ là cụm dây dư. Và một dây màu trắng này sẽ là dây âm. Thì chúng ta đến việc cấp điện áp 12V DC vào đây thì nó sẽ hoạt động là ngay lập tức anh em nhé. Và anh lưu ý cho em là khi anh mua mạch này về sử dụng thì nên lắp cho nó một miếng nhôm tản nhiệt đằng sau để tản nhiệt cho mạch tốt hơn. Chứ nếu mà chúng ta sử dụng luôn lập tức mà không có miếng nhôm tản nhiệt có thể khiến mạch bị hỏng. Ở đây thì em chỉ test khoảng tầm một vài giây cho nên là nó sẽ không nóng đến mức mà hỏng mạch. Nên là em sẽ test mà không cần đến miếng nhôm tản nhiệt đằng sau nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cấp nguồn vào để test sản phẩm. Kèm theo đó là đánh dấu ký hiệu để gửi hàng cho anh. Thì rất đơn giản thôi, chúng ta cần cấp điện áp 12V DC vào và đúng chiều âm dương anh em nhé. Đó, rất là sáng luôn. Đấy, em chỉ test khoảng tầm một vài giây để anh biết là cái mạch nó hoạt động như bình thường nhé. Bây giờ em sẽ đánh dấu ký hiệu để gửi hàng cho anh. Rồi, ok. Và với hai mạch còn lại thì em cũng sẽ test tương tự như chiếc mạch đầu tiên này nhé. Và cái mạch này thì chúng ta cấp điện áp vào thì nó rất là sáng luôn. Ok, như vậy là cả ba mạch của anh đều hoạt động rất là bình thường. Tất cả đều sáng. Rồi ok, cuối cùng thì rất cảm ơn điện tử Ngọc Chiến đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.